Trong môn mỹ thuật, môn vẽ các bạn, mình mà đứng thứ hai thì không ai dám nói đứng thứ nhất. Nếu mà mình nói như vậy thì chắc là ăn vô số gạch đá đấy các bạn nhờ. Thế nhưng mà dạo này dân tỉnh người ta vẽ vời nhiều quá, thế cho nên là ngày hôm nay mình cũng định vẽ đấy. Và nhân vật mình chọn chính là cái trend đang nổi bây giờ, cái anh bạn mà da màu đen, mắt rất là to, nhảy te ghen đấy. Với lại mình vẽ chỉ không đẹp thôi, nhưng mà chắc chắn với các bạn không đến cái mức tệ quá đâu. Cực kỳ thuyết phục. Mình muốn tập vẽ để chuẩn bị cho một tác phẩm sắp sửa ra đời mà các bạn sẽ biết ngay trong phần cuối video ngày hôm nay. Nhưng mà các bạn ơi, nhân vật nhảy cái điệu nhảy Tegetegen đó tên thật là gì? Ở trên trang của cậu ấy thì ghi là Rango Tegetegen, nhưng mà không biết tên của cậu ấy có phải là Rango hay không nữa, bởi vì có rất là nhiều người họ đặt biệt danh, chẳng hạn như là kênh của mình vậy, mình đặt tên là Củ Cải vậy đó, thì Rango kia không biết có phải là tên thật của cậu ấy không nhỉ? Các bạn nào biết thì hãy comment chỉ cho mình với. Các bạn nhớ chỉ nhá, mình chờ câu trả lời của các bạn ấy. Còn bây giờ thì mình phải tập vẽ đây. À quên, bức ảnh mẫu mà mình muốn vẽ theo ấy là như thế này nữa. Các bạn có nhìn thấy không? Cái điện thoại của mình nó bị rơi quá là nhiều lần, cho nên bây giờ trên màn hình của nó có rất là nhiều những cái đường kẻ sọc. Nhưng mà chắc là các bạn cũng nhìn thấy nhân vật này đúng không? Nhân vật như thế này này, một gương mặt mà bất kỳ ai chỉ cần nhìn một lần là rất khó có thể quên được. Bắt đầu thôi, để xem nào. Đầu tiên là vẽ vòng ngoài của khuôn mặt. Mặt của cậu ấy giống như là cái hình bầu dục ấy. Hình bầu dục, hình thon thon giống như quả trứng. Quá đơn giản luôn. Ok, ngay được một cái hình tròn. Tiếp theo là phải vẽ lông mày à? Tớ sẽ vẽ lông mày trước này. Một cái lông mày cậu này, tại vì da cậu ấy đen ấy, cho nên lông mày nhìn nó hơi bị khó. Tiếp theo đến một đôi mắt. Điều đặc biệt là đôi mắt rất to. Chưa, đôi mắt rất là to. Trong mắt hơi hướng lên trên. Ok, bên trong này là con người đen. Lát nữa mình sẽ tô màu này. Bây giờ đến cái mũi nha. Mũi như thế này à? Không phải mũi kiểu khác. Đấy, mũi này. Cái miệng đang ngậm cùng với lại cái môi. Đúng rồi, môi ra tận đây luôn. Chỗ này là cái miệng. Và tiếp theo là từ trên đỉnh đầu xuống tận dưới cằm là cậu ấy bôi bùn hay bôi đất hay là bôi một cái thứ gì đó ấy. Thì đơn giản rồi, vẽ cái này vào đây, dọc sống mũi, quẹt xuống tận miệng. Ok, ok chưa? Vẽ phác thảo bằng bố trí, trông nó xấu xấu như thế này thôi, tô màu một cái, nó sẽ đẹp. Vẽ con mắt trước, có con mắt nhìn nó sẽ tự động có thần, có hồn đấy cả nhà. Chưa, đấy, vẽ con mắt này, chỗ trắng trắng này là chỗ ánh sáng chiếu vào nhá. Con mắt thứ hai này, được chưa? Quá đẹp luôn. Tiếp theo là phải đến lông mi. Lông mi của mắt bên trái. À, mắt bên phải chứ, mình đang nhìn ngược mà. Lông mi của mắt bên trái. Đến cái miệng nhá. Cái miệng này vẽ hơi khó nhỉ. Sao khó cũng không làm khó được mình đâu. Đây là cái môi này, môi cậu ấy này. Đến phần trái tim của môi này. Dưới này cũng thế các bạn ạ. Tô cái màu nước này phải nhẹ nhàng, bởi vì cái giấy của mình nó cũng đéo quá. Quá là đẹp luôn đôi môi. Tô lại cái viền của môi cho nó không còn răng cưa nữa này. Thêm một cái đường nữa để phân tách môi. Đến phần mà cậu ấy chát bùn nhá. Mình sẽ bắt đầu từ trên đỉnh đầu đi xuống này. Tô thật là nhẹ, thành sống mũi luôn được rồi á. Chuẩn chưa, chuẩn bài chưa? Ngoảnh ra hẳn cái miệng luôn, quá là chất. Ở dưới cằm cũng có ấy các bạn ơi, mình đấy kỹ trong cái ảnh ấy là dưới cái cằm cũng có luôn ấy. Sau khi tô màu vào thì cái mũi này nó đang bị lu mờ, vẽ lại nó không bị mờ đi khi mà tô màu vào. Còn làn da nữa, cậu ấy là một người sở hữu làn da đen bóng, nhưng mà mình vừa thử cái màu đen rồi, nếu mà bôi màu đen vào đó nó làm sao ấy, nó xấu lắm. Nên là mình đã quyết định là sẽ sử dụng màu của cái bút chì. Màu chì cũng là màu đen nhưng mà nó là một dạng đen khác. Đây các bạn hãy xem, mình sẽ sử dụng bút chì để tô da mặt của cậu ấy. Tô rất là nhẹ nhàng thôi, để xem nào. Ánh sáng chiếu từ bên phải là ok đấy. Tô kín cả khuôn mặt, chỉ chú ý mỗi cái phần trong mắt ấy. Trong mắt nó là phải màu trắng, đừng có mà mạnh tay nhanh quá hay tô vào trong đó thành mắt có con ngươi màu đen cộng với lại cái phần viền con ngươi cũng màu đen nữa thì trông nó rất là kỳ. Đen chưa? Dưới mí mắt này cũng là đen nhá. Mũi này, miệng này. Đã hoàn thành xong bức tranh với anh bạn Rango Tengen này rồi. Các bạn nào thắc mắc là mình không vẽ cho anh ấy hai cái tai không? Không phải là cậu ấy không có tai, cậu ấy chụp ở cái góc rất là gần, góc cận ấy, chỉ có nhìn thấy khuôn mặt mà thôi. Cho nên hai cái tai của cậu ấy ở mãi phía sau này. Và quần áo thì bởi vì mình chỉ muốn tập vẽ mỗi cái gương mặt này. Mục đích để làm gì các bạn sẽ biết ngay bây giờ. Ta-dam! Trên tay mình bây giờ đang cầm rất là nhiều các nhân vật mini figurine bằng Lego. Có quá là nhiều các nhân vật luôn ấy. Và khi mình mua Lego ấy, vài cái nhân vật tí hon như thế này, chưa kể qua cái đợt Skibidi Toilet, mình còn có thêm bao nhiêu nữa đây này. Với các anh cameraman, nói chung là rất nhiều. Chỉ có điều là các anh cameraman đó thì không có mặt. Và ngày hôm nay mình muốn tạo một anh Rango Tengen bằng Lego. Tất nhiên là Lego thì người ta không có in sẵn, nên là mình dự định sẽ vẽ lại khuôn mặt của anh Rango Tengen lên trên một anh mini figurine này. Chúng ta nên chọn nhân vật nào để vẽ nhỉ các bạn? Trước hết là nhân vật phải có cái đầu đã. Chẳng hạn như nhân vật này bây giờ không có đầu thì chúng ta sẽ không chọn nha. Mấy anh lính cứu hỏa phía cuối này thì lại là cái mặt vàng, không hợp lắm. Mặt đen thì mình không có. À có nhưng mà nó lại không ở đây. À đây rồi. Một anh màu đen đang đội mũ. Lấy ngoài đi, lấy cái anh bên ngoài cùng này. Một anh mini figurine, áo màu đen, cái đầu màu vàng. Mình không thể nào chọn màu đen được, bởi vì là nếu màu đen lát nữa mình vẽ sợ màu nó không có lên. Cho nên thay vì màu đen mình sẽ sử dụng anh này,
màu vàng, hơi vàng vàng, vàng nhạt hồng nhạt đấy. Bỏ cái mũ này ra, bởi vì anh Rango Tengen đầu hình như là tóc không có hay sao ấy. Phần mặt trước người ta đã in sẵn mắt mũi miệng rồi, cho nên là chúng ta sẽ sử dụng cái mặt sau nha, xoay ngược trở lại này đó. Bây giờ thì là một cái mặt trống trơn, chưa có bất kỳ một chi tiết mắt mũi miệng nào hết. Xem mình có tạo được anh Rango Tengen Tengen từ khối Lego mini figurine này không nha. Đầu tiên mình phải vẽ lông mi, hai hàng mi. Tiếp theo là đến đôi mắt to, bên trong mắt có một con người. Đến cái miệng nữa này, miệng thì môi của cậu ấy rất là dày, chưa? Cũng giống giống rồi đấy, thiếu một cái đường viền ở trên này nữa. Đường viền trên đó thì mình sẽ sử dụng màu da cam. Ui, màu da cam vẽ trên này nó không nổi đâu. Da không, cũng có da nhá, chỉ là hơi bị không nổi một chút thôi. Quanh cái miệng này luôn, chỗ này là cậu ấy chát bùn này, cả đến trên trán nữa. Còn mắt kia có vẻ hơi lạ lạ, nhưng mà nó bé quá, phải sửa lại con mắt đấy các bạn ạ. Ở lại một chút cho cái lòng đen nó đen hẳn ra đi. Con mắt bên này chưa có lòng đen này. Đen, 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 đen vào đây. Mình phải vẽ thêm cái phần chính giữa này này. Cái gọi là cái gì nhỉ, cái đường, đường mà cậu ấy chát bùn lên trên mặt ấy, cho nó đậm lên này. Ok, bây giờ chỉ việc tháo ra và gắn lên trên cơ thể. Xong ngay. Đã hoàn thành xong một anh mini figurine Rango Tengen Tengen. Các bạn thấy sao? Cũng đâu đến nỗi nào có phải không? Chỉ là tại vì cái đầu này nó bé quá, cho nên là vẽ nó không được chi tiết và đẹp giống như là cái tờ giấy to kia. Nhưng mà dù sao thì mình cố gắng thể hiện hết tất chi tiết ở khuôn mặt của anh Rango lên trên này rồi. Chẳng hạn như là mắt đen này, rồi có một cái đường sọc bằng bùn từ trên trán xuống dưới cằm này, đôi môi, mắt, tất cả các chi tiết không thiếu một cái gì. Các bạn thấy đấy, đây là mình tập luyện rất là chất. Còn đây là sản phẩm mà mình làm ra. Nhìn hai cái này các bạn thấy sao? Biết là trong số các bạn đang xem đây có rất là nhiều người đang chê, nói là mình vẽ dở này, rồi nhân vật này nó không giống một chút xíu nào. Thôi được rồi, mình sẽ làm một anh Lego cuối cùng để làm vừa lòng các bạn. Lego Rango Tengen Tengen to, dễ nhìn và rất là giống, đảm bảo với các bạn về điều đó. Trước hết mình phải ghép một cái tay đây. Áo của cậu ấy đang mặc là một cái áo màu hồng, vì thế mình sẽ sử dụng một cái khối Lego có màu hồng như thế này. Ghép vào đây một khối này, thêm khối này để lát nữa sẽ nối cái phần này với lại cơ thể. Ghép thêm một khối vào đây, chỗ này lát nữa sẽ nối bàn tay. Và một khối 4 để khóa tất cả lại với nhau, rất là chắc chắn. Bắt đầu làm bàn tay này. Khối bàn tay này thì cũng đơn giản thôi, không phải làm gì nó khó. Cầu kỳ ra hai khối này và khối thứ 3. Đã xong cái bàn tay như kiểu đang chữ U như thế này này. Vậy là mình đã hoàn thành xong bàn tay bên phải. Đặt xuống đây. Đến cái chân luôn đi các bạn ơi. Ghép khối đầu tiên, chỗ này lát nữa sẽ nối lên cơ thể này. Khối thứ hai, khối này có nhiệm vụ là gắn cái phần đùi này với lại cái đầu gối. Lát mình ghép ngay bây giờ đây. Và ghép một khối phẳng vào đây. Khối trơn ý, bắt đầu nối xuống chân đây. Chân, cẳng chân này hơi ngắn một chút. Xuống đây nữa. Và dùng một cái khối phẳng trơn mượt như thế này để ghép tụi nó lại. Bắt đầu đến bàn chân rồi nhá. Sắp sửa hình thành cái bàn chân rồi. Thêm khối này nữa. Đó. Thế là xong ngay cái chân phải. Tay phải và chân phải mới ghép xong. Tiếp theo đây thì mình sẽ ghép tay trái và chân trái. Thật ra thì tay phải và tay trái nó sẽ đối xứng. Chân cũng thế. Chân bên này cũng giống y như chân bên kia. Lần này ghép sẽ cực kỳ là nhanh. Tay trái đây. Khối Lego đầu tiên. Khối Lego thứ hai. Các bạn thấy phần cong cong này không? Chính là chỗ để nối với cái phần tiếp theo đấy. Ra cánh tay này, thêm một khối Lego màu hồng vào. Tiếp đến bàn tay. Úi trời, bàn tay rất là chắc. Bàn tay này dài ra một chút nữa. Và đây, đã hoàn thành xong bàn tay bên trái. Đặt xuống nha. Tiếp theo là đến chân trái. Ghép khối Lego có cái đầu tròn lên trước. Đến khối Lego đen thứ hai. Và một tấm Lego phẳng để che các lỗ. Nối tiếp đến phần đùi này. À không phải. Phần này là để nối đến phần bắp chân nhá. Khối Lego hai nút đặt vào đây. Một khối Lego một nữa. Chỗ này thêm một khối Lego màu hồng phẳng. Giờ mới là đến bàn chân này. Bàn chân khối Lego đen. Chỗ này thêm một cái Lego một nữa. Một cái Lego một gắn vào đây. Và ghép nó xuống. Xong ngay một cái chân bên trái. Có phải là các bạn đang thắc mắc tại sao cái chân bên trái mình ghép lại có một khối Lego màu hồng như thế này mà chân bên phải lại không có hay không? Đó là bởi vì khi mà các bạn xem kỹ video của cậu Rango Tengen Tengen ấy, sẽ thấy rằng ống quần bên trái cậu ấy là có một cái vết màu vàng nhá. Tiếp theo mình cần phải làm cho cậu ấy một cái quần. Quần ngắn thôi, quần đùi thôi. Hai khối này các bạn thấy chưa, nó cong cong này, để tí nó sẽ bó sát vào cơ thể của cậu ấy. Một khối tam giác ngắn nữa. Phần trên này là phải có một cái khối Lego dạng như thế này thì mới giữ được đây này. Phía dưới này cũng có một khối Lego kiểu thế, nhưng mà nó là cái phần móc khác. Và một khối Lego phẳng để che đi các khuyết điểm. Gắn vào đây, thấy chưa, thấy tác dụng của nó chưa các bạn? Ghép vào đây nữa. Thế là đã xong một phần của cái quần rồi. Đặt xuống nha. Chúng ta sẽ tiếp đến với cái quần thứ hai. Trước hết phải là một khối Lego tam giác, một khối Lego gồ lên, một khối nữa. Ghép thêm một khối vào đây. Một khối chìa ra, một khối che các nút. Thêm một cái mảnh vải quần vào đây nữa đấy. Và bây giờ mới chính thức là hoàn thành cái mảnh quần thứ hai này. Mình cũng sẽ đặt xuống đây. Cơ thể của cậu ý hơi vuông một chút,
Nhưng mà không có sao, bây giờ mình sẽ mặc áo cho cậu ý nhá. Áo màu hồng nhưng mà sao bây giờ mình nhìn ở trong video này nó lại ra một cái màu khác khác nhờ. Đã xong áo màu hồng với 1, 2, 3, 3 cái đường kẻ sọc, có cả những đường hoa văn vàng này nữa đây này. Ở bên hông này cũng phải là áo hồng, hông này cũng thế, áo là nó phải bó sắt quanh cơ thể, được chưa các bạn? Phía đằng sau này thì sau này mình sẽ thêm một cái khối tròn tròn như thế này đi. Bờ vai nữa này, chỗ nào che được màu hồng thì mình phải che hết vào nhá. Gáp đến phần cổ đây, đi vào đây, đã hoàn thành xong phần cơ thể, cũng đặt xuống. Còn một phần cuối cùng cũng là phần quan trọng nhất, chính là khuôn mặt của Rango Tegategan. Hơi bị áp lực đấy nhá. Mặt của cậu ấy là hình bầu dục, cho nên là mình sẽ sử dụng một khối Lego rất là dài, bắt đầu là bo tròn từng góc một. À không không, cái Lego này không thể bo tròn được các bạn ơi. Mình chỉ có thể bo để nó không vuông thôi, không thành hình chữ nhật mà nó sẽ là một cái hình với 2, 4, 6 cạnh. Lật phía đằng sau này, ghép một khối Lego vào đây. Khối Lego thứ hai và phần này ghép vào cuối. Các bạn biết rồi đấy, chỗ này lát nữa sẽ được ghép vào cơ thể của đến cái mặt đây này. Đầu tiên là một khối Lego, đúng chưa nhờ? Khối Lego thứ hai, khối Lego thứ ba phẳng. Thấy chưa, đã thấy một con mắt chưa các bạn? Khối Lego thứ năm này ghép lên trên góc dưới cùng bên trái. Bây giờ là ghép cái phần mũi, cần phải ghép mọi phụ kiện vào. Đầu tiên là ghép tay trái này, sau đó đến tay phải, chân trái, chân phải, ghép quần lên, mảnh quần thứ hai, được chưa? Uốn nó lại này, phía đằng sau này cũng phải chắn lại nhá, được chưa? Đấy, chắn lại như thế, cái đầu lên là xong rồi, đã hoàn thiện. Vậy là mình đã hoàn thành anh Lego Tengen Tengen đó, các bạn thấy sao? Con này nó phải cao gấp 3 lần, 4 lần con mini figurine vừa rồi đấy. Này thì các bạn nhìn ra anh ấy rồi chứ. Anh Lego TKTG này với khuôn mặt được ghép từ 2, 4, 6, 7 khối Lego. 7 khối Lego để hoàn thành khuôn mặt. Với phần cơ thể là một chiếc áo có màu hồng, kẻ áo kiếc đường văn là đầy đủ hết nha. Quần đen, chân đen, da đen, bởi vì chân anh ấy toàn là màu đen cơ mà. Các bạn thấy sao về anh Lego TKTG mà mình vừa mới hoàn thành này? À đúng rồi, cả bức tranh hồi nãy mình vẽ cùng với lại một cái nhân vật mini figurine bé tí xíu đấy nữa. Comment ý kiến của mình dưới phần bình luận cho mình biết nhá.